Ai đừng một dạ hai lòng, đừng chê cơm ngắn, đừng tham phở dài. Phở dài là của người ta, cơm ngon canh ngọt mới là vợ anh. Maggi ba ngọt, nêm canh tuyệt vời. Nấu ăn ngon cũng như chăm sóc gia đình luôn cần những gì ngọt ngào nhất. Maggi ba ngọt, ngọt như tình yêu thương.